Và mỗi ngày một con số trong bản tin tối nay, chúng tôi muốn nói đến con số 700 đô la. Theo tin từ một số công ty du lịch Việt Nam, du khách Việt Nam vào Thái Lan bằng đường bộ qua cửa khẩu biên giới Poy Bết, biên giới Campuchia và Thái Lan phải trưng ra 700 đô la hoặc 20.000 bạc mới được đóng dấu nhập cảnh. Không những vậy, mỗi du khách phải xòe tất cả tiền đang có trước webcam gắn ở quầy làm thủ tục để chụp hình rồi mới được qua cửa. Việc này được cho biết là nhằm chụp lại số series phòng trường hợp du khách cho mượn lại tiền. Ngoài ra, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan còn có bản thông báo nội dung các công dân những quốc gia như Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Iraq, Iran, Hàn Quốc, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, Saudi Arabia và Việt Nam có thể bị thẩm vấn. Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết sẽ có công văn gửi Tổng cục Du lịch Thái Lan để làm rõ quy định này. Xung quanh quy định du khách Việt Nam phải trình 700 đô la khi nhập cảnh vào Thái Lan, ông Nguyễn Nhất Vũ, Phó phòng quốc tế công ty dã ngoại Lửa Việt cho biết quy định này đã có khoảng 2 năm nay. Tuy nhiên, điều khiến các du khách bức xúc là thái độ của các nhân viên hải quan khi làm thủ tục. Lửa Việt đi cái cung Cam Thái rất là nhiều lần rồi, và tất cả hướng dẫn Lửa Việt đi đều biết cái thủ tục này. Tất nhiên là trước khi mà ngày hôm đấy mình hành trình đi thì để phổ biến với khách là du khách vui lòng chuẩn bị 700 đô hoặc 20.000 bạc trước khi nhập cảnh vào Thái Lan. Vì đây là quy định của Thái Lan tại cửa khẩu Poy Bết đối với những hộ chiếu và những hành khách có quốc tịch là Việt Nam thì khách đều chuẩn bị. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là cái thái độ kỳ thị của hải quan Thái Lan tại khẩu Poy Bết Aranyaprathak đối với những hộ chiếu là quốc tịch người Việt. Hành khách phải đưa tiền lên trước mặt và hải quan chụp hình vào và scan hình vào. Thì điều này giống như, y như là du khách đang du lịch nhưng mà giống cảm giác như là một người phạm tội, một người đang bị truy nã, một người đang bị làm cái gì đó rất khủng khiếp và cần phải truy nã khẩn cấp. Thế thì vô hình chung thì ảnh hưởng tới tâm lý của đoàn đi và ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới rất nhiều đoàn đi, không chỉ riêng Lửa Việt mà rất nhiều công ty du lịch khác. Thưa quý vị, điều đáng nói là mặc dù thủ tục đã được phía Hải quan Thái Lan áp dụng 2 năm nay, nhưng đến khi báo chí đăng tin vụ việc thì Hiệp hội Du lịch Việt Nam mới cho biết sẽ có công văn gửi Tổng cục Du lịch Thái Lan để làm rõ vấn đề này.